xin được mời lên sân khấu Diamond Phạm Thị Phương Anh và Diamond Tạ Văn Hùng để cùng chia sẻ hành trình trở thành viên kim cương rực sáng như ngày hôm nay của anh chị. Hai vợ chồng Tạ Hùng Phương Anh xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị đang có mặt ở nhà rau Phú Thọ và các anh chị đang xem trên fanpage Em Quay Việt Nam. Ngày hôm nay thì Phương Anh xin được chia sẻ trước các anh chị hãy chờ đón sự quay lại với rất là đặc sắc của Diamond Tạ Văn Hùng. Và một tràng vỗ tay cho các anh chị để mời ông xã của anh về vị trí ngồi được không ạ? Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều ạ. Wow, một buổi tối rất là tuyệt vời. Các anh chị ở đây có ai nóng chưa ạ? Có ai nóng chưa ạ? Các anh chị làm cho Phương Anh nhớ đến cái ngày đầu tiên mà chồng của Phương Anh dẫn Phương Anh đi rally các anh chị. Lúc đó Phương Anh chưa biết em quay là như thế nào, nhưng mà khi mà Phương Anh ngồi và xem những cái viên kim cương đi trên thảm đỏ thì lúc đó lòng Phương Anh nó rạo rực lắm các anh chị. Và cảm thấy là mình sẽ đứng ở trên đây các anh chị. Hình ảnh đó ngày càng rõ nét và đến hôm nay nó đã thành hiện thực rồi ạ. Vậy thì ai trong số các anh chị ở đây hồi nãy nhìn những viên, những lãnh đạo của chúng ta đi trên thảm đỏ và rạo rực giống Phương Anh đâu ạ? Rạo rực đến nỗi mà tim muốn rớt ra ngoài đâu ạ? Chúc mừng tất cả các anh chị, sân khấu này sẽ thuộc về chúng ta. Phương Anh tên đầy đủ là Phạm Thị Phương Anh, có một chồng và bốn con trai. Học chuyên ngành tài chính. Tốt nghiệp ra thì được anh Triều nhận về làm nhân viên các anh chị. Trong một lần làm việc á, mà hơi bị sơ sót thì Phương Anh thay vì ký tên vào tờ hóa đơn đỏ thì ký nhầm vào tờ đăng ký kết hôn. Đúng không ạ? Cho nên là một chữ ký lên thẳng Emerald. Ai làm em quay nhanh bằng Phương Anh không ạ? Cho nên là hôm nay cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến anh Triều vì anh đã là ông Mai và mối cho tụi em mà. Cảm ơn anh ạ. Do đó người ta sẽ có một cái câu là sự lựa chọn quan trọng hơn sự nỗ lực, đúng không các anh chị? Và lời cảm ơn đầu tiên Phương Anh ghi dành cho hai nhà đồng sáng lập của em quay là Jay Vando và Rick DeVos, đã tạo ra một sân chơi vô cùng bình đẳng cho tất cả chúng ta, tất cả nhà phân phối ở đây. Cảm ơn anh Triều, cảm ơn chị Uyên đã luôn luôn dõi theo bước chân của tụi em, luôn luôn động viên những cái lúc mà tụi em gặp khó khăn trong cái quá trình xây dựng sự nghiệp. Cảm ơn bạn Triệu, phòng sale đã có những cái chiến lược rất là đúng đắn để mà giúp cho hai vợ chồng có được cái thành công ngày hôm nay và còn đi xa hơn nữa. Cảm ơn chị Thanh và các anh chị em phòng sự kiện và đối tác công ty Sen Vàng đã tạo nên cho chúng ta một cái buổi tối vô cùng tuyệt vời như thế này ạ. Một lần nữa xin cảm ơn công ty em ơi. Vâng, và Phương Anh á, thì sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu các anh chị. Nhìn thấy á, ba mẹ của mình á, là phải nỗ lực rất là nhiều để mà có thể là tìm và tạo ra một cái cơ hội và tạo ra cái môi trường để nuôi dạy hai chị em đồng trang lứa, không thiếu một cái gì. Và bản thân Phương Anh á, nhìn thấy những cái sự đánh đổi của ba mẹ mình từ những bữa cơm, từ những sức khỏe đã đánh đổi cả ước mơ của mình để có thể tạo điều kiện cho hai chị em ăn học nên người. Và chính vì vậy thì Phương Anh đang rất là muốn nỗ lực học thật nhanh để mà có thể tìm một cái công việc thật tốt, thật nhiều tiền để mà cho ba mẹ của mình sớm nghỉ hưu các anh chị. Có phải ở đây ai cũng muốn điều đó đúng không ạ? Ê, nhưng mà đời có như là mơ không các anh chị? Nó không như là mơ đúng không ạ? Khi mà chúng ta học xong rồi, chúng ta đi làm và chúng ta lập gia đình, và sau đó chúng ta lại già có con và lại lao vào chăm lo cho gia đình của chúng ta. Đặc biệt là những người phụ nữ thì càng rơi vào cái cuồng quay đó đúng không các anh chị? Đến khi mà chúng ta đã công việc ổn định rồi, con chúng ta lớn rồi, thì lúc này ba mẹ của chúng ta hầu như đã ngoài 70. Chúng ta có muốn dẫn đi nhiều nơi trên thế giới và thưởng thức cuộc sống của chúng ta thì gần như không còn nữa. Có đúng không ạ? Và Phương Anh đang đã chớm một cái bước chân đi vào cái cuồng quay ấy rồi các anh chị.
guồng quay của những người phụ nữ chăm lo cho gia đình, đúng không ạ? Nhưng mà may mắn rằng là Phương Anh đã sao cái gì? Đã lựa chọn chồng của mình ạ. Và chồng của mình là lựa chọn em quay. Cho nên ngày hôm nay hai vợ chồng đã sớm thực hiện được điều đó. Và ngay trên sân khấu này, con cũng muốn gửi lời đến ba mẹ. Tụi con cảm ơn ba mẹ hai bên đã nuôi nấng và dạy dỗ tụi con nên người. Cảm ơn ba mẹ đã luôn động viên, hỗ trợ, chăm lo cho các con của con để tụi con có thể vững tâm, an tâm để mà xây dựng ước mơ của mình. Và bây giờ đây con đã làm được rồi. Ngay trên sân khấu ngay hôm nay con đã làm được rồi. Ba mẹ hãy yên tâm về con. Những cái ước mơ mà còn dang dở của ba mẹ, con xin được, tụi con xin được tiếp tục cùng ba mẹ viết tiếp ước mơ ấy. Tụi con cảm ơn ba mẹ và tụi con yêu ba mẹ rất là nhiều. Và ngay lúc này đây, con xin mời ba mẹ được tiến lên sân khấu để tụi con trao những cái bó hoa tươi thắm gửi đến ba mẹ. Con xin mời ba mẹ. Và ngay bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời bố mẹ của Diamond, Phạm Thị Phương Anh và Tạ Văn Hùng sẽ cùng tiến lên sân khấu để đón nhận tấm lòng cùng với sự tri ân đến từ anh chị. Điều hạnh phúc nhất của chúng ta chính là để ba mẹ chứng kiến giây phút thành công của chính mình. Và trên sân khấu lúc này là khoảnh khắc ý nghĩa khi anh chị đang trao tặng những bó hoa tươi thắm thay cho lời yêu thương và biết ơn sâu sắc dành cho đấng sinh thành của mình. Đây cũng chính là nguồn động viên cực kỳ to lớn góp phần tạo nên sự thành công của Diamond, Phạm Thị Phương Anh và Tạ Văn Hùng như ngày hôm nay. Và xin mời cả gia đình cùng nhau hướng mắt về phía máy ảnh để lưu giữ lại khoảnh khắc đầy ý nghĩa này. Xin được cảm ơn gia đình và xin mời gia đình quay về vị trí danh dự để tiếp tục theo dõi chương trình. Vâng, và các anh chị có thích hình ảnh này không ạ? Có thích không ạ? Chúng ta phải thành công thật nhanh để mà chúng ta có thể làm được điều này cho ba mẹ của mình nha các anh chị. Vâng, và các anh chị có đồng ý với Phương Anh một điều rằng là người biết em quay rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà người mà hiểu được em quay và có được một cái phương hướng đúng đắn để mà làm em quay thì rất là ít. Có đúng không các anh chị? Cho nên ngày hôm nay Phương Anh cũng muốn gửi một lời cảm ơn đến người bạn đại học. Mặc dù anh ấy không làm em quay và cũng không có mặt tại nơi đây, nhưng mà nhờ anh ấy đã đưa Phương Anh, hai vợ chồng Phương Anh đến gặp một người bảo trợ, một người bảo trợ tài hoa, đã có thể giúp đỡ hai vợ chồng Phương Anh thành công như ngày hôm nay. Với những cái phẩm cách đạo đức, tình yêu thương của anh ấy đã giúp hai vợ chồng từng bước xây dựng niềm tin và thành công cùng với em quay. Ngày hôm nay Phương Anh xin mượn một tràng vỗ tay của các anh chị cùng bó hoa tươi thắm để hai vợ chồng gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến người bảo trợ của hai vợ chồng, đó là Founder Emero Dương Văn Vượng ạ. Những bó hoa tươi thắm từ Diamond, Phạm Thị Phương Anh và Tạ Văn Hùng thay lời muốn nói cho những tình cảm sâu sắc nhất gửi đến người đã dìu dắt, truyền cảm hứng và động lực để anh chị vươn đến thành công như ngày hôm nay. Và để đáp lại tình cảm đó, chúng tôi tin chắc rằng những thành tựu và sức ảnh hưởng của anh chị sẽ tiếp tục lan tỏa rộng rãi hơn, không chỉ trong cộng đồng Amway nói chung mà còn đến các thế hệ nhà phân phối tiếp theo trong tương lai.
một người bảo trợ. Riêng Phương Anh còn một người bảo trợ. Có ai có hai người bảo trợ như Phương Anh không ạ? Không có đâu các anh chị. Phương Anh còn một người bảo trợ nữa, rất là tuyệt vời, rất là đặc biệt. Anh ấy đã bảo trợ Phương Anh suốt 11 năm các anh chị. Anh ấy đã luôn luôn không ngừng động viên và làm cho Phương Anh tin rằng mình có thể làm được với em quay. Luôn luôn động viên Phương Anh đi học để mở mang tư duy và thoát khỏi cái guồng quay của những người phụ nữ lao vào lăm lo gia đình. Người lựa chọn em quay là anh ấy, người khởi nghiệp em quay cũng là anh ấy. Cho nên người mà chia sẻ cơ hội kinh doanh không ai hay nhất bằng Diamond Tạ Văn Hùng ạ. Một trang bóng thật lớn cho sự quay lại của ông xã mình ạ. Cảm ơn em Phương Anh, người vợ rất là xinh đẹp và tuyệt vời của tôi. Tuổi kết hôn, lựa chọn Tạ Hùng làm chồng. Và trong vòng 8 năm sinh ra 4 đứa con trai. Và cô ấy đã từ bỏ tất cả những cái niềm vui của người phụ nữ mới tuổi thanh xuân để lui trở về hậu phương chăm sóc gia đình, ba mẹ và con cái. Và không những vậy, còn có ý chí nỗ lực học tập không ngừng để trở thành giảng viên Artistry của công ty Amway. Ngày hôm nay đứng trên sân khấu này, thật sự rất là cảm ơn em. Cảm ơn em đã bao dung và tha thứ cho anh, kể cả những lúc anh sai lầm, đã lấy của em rất nhiều giọt nước mắt. Tình yêu thương của em đã động viên anh đi đến những thành công và nhìn thẳng vào sai lầm để có được thành quả như ngày hôm nay. Cảm ơn em rất là nhiều. Thưa các anh chị, Tạ Hùng tin tưởng rằng tất cả các anh chị tới đây không phải là để lắng nghe câu chuyện của người khác, mà tất cả chúng ta tới đây là bởi vì ước mơ của chính bản thân mình, muốn thông qua câu chuyện của người khác để xác thực một chân lý, một sự thật rằng nếu như tôi nỗ lực trong cái sự nghiệp này, tôi bỏ công sức và thời gian trong sự nghiệp này, thì liệu rằng những giá trị mà tôi nhận được có xứng đáng hay không, đúng không ạ? Chính vì vậy mà đằng nào chúng ta cũng tới rồi, hãy mở rộng tấm lòng, hãy mở rộng vòng tay của mình để trải nghiệm và thưởng thức đêm tuyệt vời mà công ty Amway đã tạo ra buổi tối hôm nay, được không ạ? Và chủ đề mà Tạ Hùng chia sẻ ngày hôm nay có tên là thành bại tại suy nghĩ, sướng khổ do thái độ. Và tại sao lại có cái chủ đề này? Thì nó sẽ gắn liền với cuộc đời của Tạ Hùng qua ba cái giai đoạn rất là quan trọng. Giai đoạn đầu tiên có thể tóm gọn trong ba câu thôi. Đó là... Xin lỗi các anh chị. Tuổi thơ vất vả và thay đổi cách suy nghĩ. Và cuối cùng đó là cái thành tựu đầu tiên trong học tập của mình. Tạ Hùng sinh ra trong một gia đình nông dân rất là bình thường. Ba của Tạ Hùng là công nhân quốc phòng Z171 ở Quảng Bình. Mẹ là người con gái duy nhất trong một gia đình đông anh em. Và không biết hai ông bà làm thế nào mà đến được với nhau. Nghe nhiều người nói rằng ngày xưa mẹ của Tạ Hùng là hoa khôi, còn ba của Tạ Hùng thì không biết nữa. Và Tạ Hùng có một cái thắc mắc rằng là không biết ba Tạ Hùng làm cái cách nào để có thể chinh phục được mẹ của mình. Và lúc đó ba của Tạ Hùng nói rằng là mai mốt lấy vợ đi rồi biết. Và khi Tạ Hùng bắt đầu cưới được Phương Anh rồi, thì trong một lần thỏ thẻ vào đêm khuya, Tạ Hùng có hỏi rằng là em ơi, sao lúc đó em lại chọn anh làm chồng? Thật ra lúc đó anh rất là đen và xấu, còn em lại rất là một bông hoa xinh đẹp của công ty Amway, tại sao em lại chọn? Thì vợ Tạ Hùng đã nói một cái điều, một cái câu rất là hay, các anh chị muốn biết không ạ? Đó là duyên ngầm. Cho nên xin thưa các anh chị, vấn đề đẹp xấu không có quan trọng, mà quan trọng là đến với nhau, quan trọng là phải có duyên ngầm, đúng không các anh chị? Và quan trọng hơn nữa là sau khi chúng ta kết hôn được rồi, cái cuộc sống chúng ta có vui vẻ hay không, có hạnh phúc hay không, và càng ngày có càng tốt đẹp hay không, đúng không các anh chị? Và các anh chị nhìn cái
cái bộ quần áo của Tà Hùng với cái gương mặt của Tà Hùng nhìn nó có mắc cười không ạ? Nếu như mà cái người nào họ may đồ mà họ chỉ cần thêm một khúc vải nữa thôi, chắc Tà Hùng chỉ cần đổi cái quần có thể đi ra đầu ra ngoài đường được rồi. Và cái gương mặt nhìn nó rất là khắc khổ, nó giống như trái khổ qua vậy. Bởi vì cái gương mặt nhìn nó giống như không muốn sinh ra trên cõi đời này. Tại vì sao? Tại vì mình sinh ra đã là nghèo rồi, đã vất vả rồi, tuổi thơ của mình đã phải gắn liền với đồng áng và dầm mưa dãi nắng, phải đi làm thuê làm mướn trên những cánh đồng cùng với ba mẹ của mình rồi. Nhưng mà xin thưa các anh chị có đồng ý với Tà Hùng được rằng là mình sinh ra là mình nghèo đói thì đâu, đó đâu có phải lỗi của mình đâu, đúng không các anh chị? Bởi vì mình đâu có quyền chọn cái nơi mình sinh ra. Nhưng mà nếu mình chết đi mà mình vẫn còn nghèo đói, nghèo khổ thì chắc chắn đó là lỗi của chính bản thân mình. Bởi vì mình phải xem lại cả cái cuộc đời của mình đã lựa chọn cái điều gì, đã nỗ lực như thế nào mà kết quả của mình lại như vậy. Và Tà Hùng rất là may mắn, cảm thấy mình là một người con người rất là may mắn. May mắn bởi vì Tà Hùng đã lựa chọn một cái cơ hội rất là tốt và đã nỗ lực không mệt mỏi với chính cái cơ hội đó. Còn không may mắn trong cuộc sống của chúng ta là gì? Là chúng ta thường nỗ lực làm việc rất chăm chỉ, nhưng mà cái cơ hội mà chúng ta lựa chọn thường không được tốt lắm. Cho nên chúng ta làm tới làm lui, làm cả một cuộc đời, thì đôi khi mà chúng ta thành công thì chúng ta cũng không thể nào đạt được cái cuộc sống tốt đẹp được. Thì đó chỉ là một người không may mắn. Hoặc là chúng ta đã chọn lựa ra một cơ hội cực kỳ tốt rồi, nhưng mà là chúng ta lại không có một sự nỗ lực xứng đáng với cái cơ hội đó, không làm việc một cách nghiêm túc, dẫn đến chúng ta không thành công, thì đó cũng là một điều mà chúng ta không hề may mắn. Các anh chị đồng ý không ạ? Và Tà Hùng lúc đó trước cái nghịch cảnh khó khăn như vậy, Tà Hùng rất là may mắn được ba mẹ của mình dạy cho mình một điều rằng là con đừng bao giờ mặc cảm với số phận của mình, cơ hội luôn luôn có. Và con đường tốt nhất để con thay đổi cuộc sống của mình đó chính là phải đầu tư vào học tập. Ngày hôm nay con học bằng người ta, ra trường con có khả năng thua người ta. Con học hơn người ta, con có cái cơ hội bằng người ta. Còn nếu con học tệ hơn người ta thì con không có cơ hội nào hết. Và rất là may mắn, Tà Hùng đã tin theo cái lời hướng dẫn đó của ba mẹ của mình. Và Tà Hùng đã chăm chỉ với cái con đường và cái lựa chọn đó. Và cái kết quả đầu tiên, thành tựu đầu tiên, đó là năm 2004, Tà Hùng đã đậu thủ khoa vào trường Đại học Công an Nhân dân ở phía Nam. Và sau khi tốt nghiệp ra trường với bằng cử nhân luật và chuyên ngành điều tra hình sự, Tà Hùng đã được nhà trường tiếp tục giữ lại công tác và làm việc tại ngôi trường trong lĩnh vực về quản lý giáo dục. Đây là một niềm vinh hạnh cho chính Tà Hùng cũng như gia tộc và toàn bộ những thành viên trong gia đình. Và Tà Hùng vô cùng hào hứng với cái công việc của mình đi làm. Nhưng mà lúc này á, Tà Hùng đã nỗ lực để vượt qua cái sự nghèo khổ và vất vả ở một miền quê nghèo để lên thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng Tà Hùng phải đối diện với một cái vấn đề thứ hai, chính là mình có khả năng trở thành người nghèo tại một cái đô thị lớn. Và từ nhỏ lúc mà đi học á, thì Tà Hùng luôn luôn tự hào mình là con em nhà nghèo học giỏi. Nhưng mà khi mình bắt đầu đi làm thì mình có một cái thắc mắc rất khó trả lời, đó chính là tại sao học giỏi mà vẫn nghèo. Tà Hùng nhìn vào cái mức lương của mình và nhìn vào cái thu nhập của rất nhiều những anh chị đã đi trước, và Tà Hùng cảm thấy rằng thật sự cái cuộc sống ở mảnh đất thành phố Hồ Chí Minh vô cùng khó khăn để mình sở hữu được nhà, sở hữu được xe và đảm bảo cho một cuộc sống tương lai cũng như báo hiếu cho cha mẹ của mình. Và hầu như cuộc sống xung quanh ai cũng vậy, và chúng ta phải nỗ lực. Lúc đó Tà Hùng mong muốn rằng mình có thể tạo ra nguồn thu nhập bằng chính mồ hôi, công sức và những cái lao động chân chính của mình. Tà Hùng đã rất chăm chỉ đi làm bằng mọi công việc khác nhau, miễn là tạo ra những thu nhập chính đáng. Từ trực bảo vệ Suối Tiên, từ là làm đi dạy thêm, dạy kèm, và thậm chí là chạy quán ăn, Tà Hùng hoàn toàn đều có thể làm. Nhưng nỗ lực nhiều không nhất định sẽ thành công. Mặc dù mọi thành công thì chúng ta cần phải nỗ lực, đúng không anh chị? Nhưng mà cho nên trước khi chúng ta nỗ lực, chúng ta cần phải xem lại cái phương hướng và lựa chọn của chính mình đã. Chính vì vậy, lúc đó thì cái thời điểm đó, Tà Hùng cũng nghe rất là nhiều lời khuyên và cũng có rất nhiều cái dự định. Đó là đi học thêm văn bằng 2, đi học thêm những cái chuyên ngành khác, để có thể là ngoài giờ rảnh rỗi mình có thể đi làm thêm rất nhiều công việc khác.
Và Tà Hùng đã phát hiện ra rất nhiều anh chị, rất nhiều người bạn của mình đã lựa chọn giống như mình, đã sở hữu được rất nhiều cái bằng cấp, đã học được thạc sĩ, đã học lên, thậm chí có bạn học chuẩn bị học lên nghiên cứu sinh tiến sĩ. Nhưng mà cái cuộc sống của các bạn đó cũng vẫn còn rất là vất vả. Và cuối cùng Tà Hùng đi đến một cái kết luận, đó là gì? Có nhiều bằng cấp, có nhiều bằng khen, nhưng mà chưa chắc đã mua được một tấm bằng lòng. Cho nên trong lúc Tà Hùng đang phân vân không biết cái con đường ở đâu và phương hướng của mình như thế nào, thì rất là may mắn Amway đã xuất hiện. Đây là cái giai đoạn 2 và mở ra một cái trang mới rất là quan trọng trong cuộc đời của Tà Hùng. Vào một cái ngày đẹp trời, Tà Hùng chuẩn bị đi thực tập tốt nghiệp ở Công an tỉnh Bình Dương và làm cái buổi tiệc chia tay với bạn bè, và người bạn học cùng lớp của Tà Hùng đã hẹn Tà Hùng ra uống bia. Và trong cuộc đời của Tà Hùng đã uống rất nhiều ly bia, nhưng mà chưa có một ly bia nào có thể thay đổi vận mệnh của Tà Hùng như ly bia ngày hôm đó. Bởi vì ly bia đó đã giúp cho Tà Hùng gặp được người bảo trợ, người giới thiệu Amway. Và xin thưa các anh chị, có anh chị nào mà khi được giới thiệu Amway, mình vô cùng hào hứng và giơ cả hai tay hai chân và nhiệt liệt chào mừng Amway và điền tên mình vào và nhiệt tình làm Amway không ạ? Hoàn toàn không có, đúng không? Và Tà Hùng cũng giống như hầu hết tất cả những anh chị, hầu hết những người thành công trong ngành nghề này, họ đều từ chối ngay từ cái lần đầu tiên. Bởi vì đây là một ngành kinh doanh ra đời trong sự từ chối. Người sáng lập Nutrilite tìm ra một sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất trên thế giới, nhưng mà khi chia sẻ từ những ngày đầu tiên cũng bị từ chối. Chính vì vậy mà từ chối là một điều rất là bình thường. Và lúc đó thì đương nhiên là cái quyết định để mà lựa chọn Amway, rồi cái thái độ và cái cách mình suy nghĩ về Amway hoàn toàn phải khác biệt so với tất cả những người khác, thì mình mới có cơ hội để thành công được. Cho nên thành công nó mãi mãi và vĩnh viễn thuộc về số ít. Nếu như ngày hôm nay cách nghĩ và cách làm của mình mà thuộc về số đông thì thành công chưa chắc đã đến với mình, đúng không các anh chị? Và lúc đó Tà Hùng bắt đầu đã lựa chọn Amway bằng cái sự khác biệt. Và đây là người bảo trợ. Lúc đó thì thật ra lúc đó thì cái sự ảnh hưởng của Tà Hùng ban đầu tiên về người bảo trợ của mình, đó chính là cái địa vị và cái học vấn cũng như là cái tài hoa của anh ấy. Thì lúc này thầy Vượng, người bảo trợ Tà Hùng, đang là giáo viên ở khoa ngoại ngữ cùng trường của Tà Hùng và là biên tập viên của đài truyền hình VTV9 chuyên mục thời sự quốc tế buổi tối. Và ngoài ra anh ấy còn làm biên phiên dịch cho Indogame và Paragame. Cho nên cái hình ảnh của một thanh niên trẻ từ ở miền Bắc vào đây lập nghiệp và một cái phong cách sống vô cùng đẳng cấp, vô cùng hào hoa phong nhã đã thu hút rất nhiều. Và đó là lý do Tà Hùng dừng chân lại để nghe anh ấy chia sẻ về Amway. Và Tà Hùng bị thu hút bởi sản phẩm, nhưng mà khi nghe nói về mô hình kinh doanh thì Tà Hùng đã phản đối cái mô hình kinh doanh này. Và Tà Hùng đã nói với anh Vượng rằng là coi chừng anh bị lừa và anh em bị lừa đảo đó. Thì anh Vượng mới nói một câu như thế này: lừa ở đâu, lừa bao nhiêu, lừa như thế nào? Mình là trí thức, mình nói một câu gì phải có luận cứ luận điểm rõ ràng. Còn mình nói ra mà mình không có luận cứ luận điểm, đâu khác gì mình thức khuya mà mất trí đâu, chứ không phải là trí thức đâu. Bằng cái sự dẫn dắt đó, bằng cái sự tò mò hiếu kỳ đó, và Tà Hùng đã đọc được một cái câu rất là hay của tỷ phú Richard Branson. Ông đã nói một câu rằng: nếu ai đó chia sẻ cho bạn một cơ hội tuyệt vời nhưng bạn không chắc là mình có làm được hay không, hãy nói yes trước đã và nghĩ cách làm nó sau. Và Tà Hùng bắt đầu xây dựng được niềm tin thông qua sản phẩm. Sản phẩm là đã thuyết phục được Tà Hùng. Và cái môi trường văn hóa về cách làm việc đã dần dần khiến cho Hùng càng ngày càng tin tưởng vào Amway, tin tưởng vào đội nhóm và tin tưởng vào cái sự thành công trong cái ngành nghề này. Và buổi tối thì Tà Hùng hầu như đều đi làm Amway ngoài giờ. Buổi trưa Tà Hùng tranh thủ hẹn bạn của mình ra quán cà phê ở trước cổng trường và bắt đầu chia sẻ. Và vào những ngày thứ bảy chủ nhật, tối thứ sáu là Tà Hùng bắt đầu lên xe đi về các tỉnh thành. Và tối chủ nhật lên xe quay trở về để sáng thứ hai đi làm tại trường. Và cứ như vậy ròng rã ngày này qua ngày khác. Và theo các anh chị, những người mà đồng ý nhiều hay là những người từ chối nhiều ạ? Những người từ chối luôn luôn là nhiều hơn những người đồng ý. Và Tà Hùng mới phát hiện ra một cái điều rằng là gì? Khi mà mình kiên trì với sự kiên trì của mình thì người khác sẽ bắt đầu hoài nghi về sự hoài nghi của chính họ. Những cái người mà họ từ chối mình, họ đã kích mình,
nhưng mà họ vẫn âm thầm theo dõi Facebook của mình, Zalo của mình, và họ theo dõi xem cuộc sống của mình như thế nào, đã từ bỏ Amway hay chưa. Và khi mà bạn kiên trì thì họ cũng đang nổ não đó các anh chị ơi. Cho nên á, là khi chúng ta làm bất cứ một cái sự việc gì trên cuộc đời này, luôn luôn có người đồng ý và luôn luôn có người từ chối. Họ sẽ luôn luôn bàn ra khi họ không hiểu về cái ngành nghề này. Cho nên á, là họ có thể coi thường cái sự nghiệp của các anh chị. Họ có thể nói về điều này, điều kia. Và mỗi một cái ngành nghề nó đều có giá trị. Và sau nhiều năm qua đi, Tà Hùng rút ra một cái bài học, đó chính là gì? Không có cái ngành nghề nào cao quý hơn ngành nghề nào, mà chỉ có những con người cao quý trong mỗi ngành nghề mà thôi. Đúng không các anh chị? Đây là, có phải Amway có phải là một ngành nghề kinh doanh không ạ? Có lịch sử không ạ? Có hợp pháp trên toàn thế giới và tại Việt Nam không ạ? Cho nên bất luận họ nói như thế nào thì chân lý mãi mãi vẫn là chân lý mà thôi. Và cái giai đoạn thứ ba, đó chính là Tà Hùng bắt đầu mắc phải những cái sai lầm. 3 năm đầu tiên Tà Hùng làm rất là nhanh, nhưng mà bắt đầu tuổi trẻ thành công nhanh, có một chút tài năng nhỏ lẻ thì bắt đầu cao ngạo và Tà Hùng đã phạm một số sai lầm. Các anh chị biết là cái bộ quy tắc ứng xử của Amway đúng không ạ? Là sinh ra để bảo vệ cái sự toàn vẹn và phát triển bền vững kinh doanh. Nhưng mà các nhà phân phối của chúng ta hoặc là không hiểu hoặc là vì những lý do khác nhau thường xuyên là xé rào. Và tại cái thời điểm đó Tà Hùng hay làm những cái việc mà nó trái với cái quy tắc ứng xử. Và công ty Amway họ luôn luôn đồng hành, luôn luôn lắng nghe, nhưng mà Tà Hùng lại không chịu. Và lúc này á, Tà Hùng bắt đầu có những cái phàn nàn và có những cái thắc mắc là tại sao không được làm cái này và không làm cái kia. Và Tà Hùng bắt đầu nhìn nó dưới góc độ rất là phiền toái. Và khi mà cái sự phiền toái và phàn nàn của mình bắt đầu lên, Tà Hùng bắt đầu đủ thứ cái chuyện tiêu cực. Nào là tại sao giao hàng chậm, nào là tại sao thay thường xuyên thay đổi mẫu mã khó bán. Rồi tại nhân viên Amway thì toàn là tìm cách bắt lỗi nhà phân phối, làm cho kinh doanh tôi khó khăn, ôm la đủ thứ các kiểu trên trần đời. Và khi một nhà lãnh đạo tiêu cực rồi thì vấn đề sẽ càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đúng không anh chị? Và năm 2016, Tạ Hùng xảy ra những cái khó khăn về trong đội nhóm và hệ thống. Tạ Hùng bắt đầu là tự tách ra và làm Amway một thời gian. Làm khoảng một năm xong, Tà Hùng bắt đầu cảm thấy mất cảm giác và bắt đầu tiêu cực. Sau đó Tà Hùng dừng công việc kinh doanh Amway lại từ năm 2016 và theo đuổi những cái kế hoạch riêng của mình. Nào là đi học về xương khớp, hoặc là học vật lý trị liệu, học đủ thứ trên đằng đời. Và không còn minh họa sản phẩm, không còn nói Bobby nữa. Và liên tục như vậy. Và hai cái sự kiện xảy ra trong cuộc đời khiến cho Tà Hùng chấn động và bắt đầu nhìn thẳng vào sự thật và sai lầm của mình. Đó chính là cái đại dịch Covid xảy ra. Khi đại dịch Covid xảy ra, toàn bộ tất cả mọi người bị dừng thu nhập, nhưng mà thu nhập của Tà Hùng lại tăng trưởng một cách đều đặn và ổn định. Và cái thứ hai là khi mà mình xây dựng cái kinh doanh mình giai đoạn đầu bền vững á, mình vẫn là founder MRO và thu nhập mình tốt, thì nó có tài sản dư, cho nên bắt đầu phiêu lưu vào một số cái kênh đầu tư mạo hiểm. Và xin thưa các anh chị, cái lý do mà chúng ta bắt đầu tiêu cực với Amway và bắt đầu rời xa Amway, bắt đầu đi tham gia vào những cái hình thức làm kinh doanh này, kinh doanh kia, tất cả nó đều lý do bởi vấn đề niềm tin, đúng không các anh chị? Niềm tin nó đến từ sự thiếu hiểu biết. Cho nên tuổi trẻ gặp nhiều cái thách thức và biến cố chưa chắc đã là những việc xấu. Và may mắn cho Tà Hùng là trong cái khoảnh khắc như vậy, Tà Hùng bắt đầu nhìn lại toàn bộ cái cuộc đời của mình, 4 đứa con của mình, vợ của mình, áo quần của mình, cuộc sống của mình, mọi thứ đều từ Amway. Amway đã đối xử với mình quá tốt, tất cả những cái gì tốt đẹp Amway đều mang lại cho mình, chỉ có cái thái độ của mình với Amway không tốt mà thôi. Và lúc này Tà Hùng bắt đầu rơi nước mắt và Tà Hùng muốn quay trở lại. Và Tà Hùng đã dùng tất cả những băng đĩa ghi âm của hai nhà đồng sáng lập và Tà Hùng bắt đầu là nghe lại và bắt đầu phục hồi lại hoạt động kinh doanh vào từ tháng 7 năm 2021. Và đồng hành với công ty Amway và những cái chiến lược của Amway thì tháng 5 năm 2023 là chính thức trở thành Diamond. Và đây chính là một trong những câu chuyện và một bài học vô cùng quan trọng trong sự nghiệp Amway. Những anh chị nào đã tìm được lòng tin và cảm giác với Amway, hãy làm liên tục các anh chị ạ. Và khi Tà Hùng quay trở lại,
cuộc sống mọi thứ đã tốt rồi và Tà Hùng có bốn cái lý do làm Amway chính của mình. Đó chính là nuôi dạy con cái, hiếu thuận với cha mẹ, thành tựu bản thân và báo đáp lại cho xã hội. Và Tà Hùng tin tưởng rằng nếu một người có thể thực hiện được bốn cái thiên chức này trong cuộc đời của mình thì đó là một cuộc sống vô cùng tuyệt vời. Đây là các con của Tà Hùng, bốn đứa nhỏ đại diện cho bốn giá trị cốt lõi trong Amway. Đứa đầu tiên sinh ra là Tà Hùng bắt đầu có sự tự do, là một kinh doanh tự do, không còn làm trong môi trường nhà nước nữa. Đứa thứ hai mang lại cho Tà Hùng cảm giác về hạnh phúc gia đình. Đứa thứ ba mang lại cho Tà Hùng hy vọng. Và đứa thứ tư đã mang lại cho Tà Hùng những sự tưởng thưởng xứng đáng giống như ngày hôm nay. Cho nên để sinh con thì thật ra không có khó, bởi vì hưng phấn là sinh được thôi mà. Nhưng mà để nuôi dạy được các con mình nên người, đó thực sự là một thách thức, đúng không các anh chị? Cho nên cảm ơn Amway đã cho Tà Hùng một người vợ tuyệt vời và có được bốn đứa con bằng dinh dưỡng Nutrilite. Cảm ơn nhà tiến sĩ Karibot đã tạo ra một dòng dinh dưỡng tuyệt vời. Và cái điều thứ hai đó là hiếu thuận với cha mẹ. Các anh chị có thấy một điều rằng là cái xã hội ngày nay, tất cả những cái kế hoạch của cha mẹ đều có liên quan đến con cái cả, nhưng mà tất cả những kế hoạch của con cái hầu như rất khó để có thể bao gồm cả cha mẹ của mình. Cho nên cái cảnh mà 4 năm đứa con, một người mẹ, một người cha, người mẹ nuôi được 4 đến 5 đứa con, nhưng mà 4 năm đứa con không nuôi nổi một cha mẹ trong xã hội hiện nay là vô cùng phổ biến, đúng không các anh chị? Cho nên á, là đối với chữ hiếu, Tà Hùng suy nghĩ rằng nó có 3 cái vấn đề. Nó có 3 cái loại hiếu, đó là tiểu hiếu, trung hiếu và đại hiếu. Tiểu hiếu đó có thể là liên quan đến những cái vấn đề như là đừng có phá làng, phá xóm, đừng có vi phạm pháp luật, thì cái đó là tiểu hiếu. Trung hiếu có thể là mình có thể ăn học, có một mức lương, đi làm về, có thể là mua được cho ba mẹ cái này cái kia. Nhưng mà cái đại hiếu là điều rất là quan trọng, là bởi vì chúng ta, hoặc là chúng ta phải tìm được một chánh pháp thật là tốt, hoặc là ủng hộ cha mẹ của mình có nương tựa vào những cái đức tin vào những ngày cuối đời. Và thứ hai là chúng ta phải tìm cho mình được một giải pháp để chăm sóc sức khỏe ba mẹ của mình một cách hữu hiệu. Tuổi già là bệnh là một cái điều khổ. Và nếu như các anh chị có một cái sản phẩm dinh dưỡng và một giải pháp chăm sóc sức khỏe tuyệt vời thì chúc mừng tất cả các anh chị. Và điều thứ ba đó là chúng ta phải sống một đời sống thiện lương. Cái thu nhập của chúng ta, cái công việc của chúng ta, nó không có những rủi ro biến cố mà ảnh hưởng đến vấn đề pháp luật hoặc những bất kỳ một điều gì khác, thì cha mẹ của chúng ta mới có thể an tâm sử dụng cái nguồn tài chính và thu nhập của chính mình một cách vô cùng viên mãn và an lòng. Và cái lý do thứ ba đó là thành tựu bản thân. 24 tuổi Tà Hùng khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, và 29 tuổi bắt đầu mua được căn nhà đầu tiên và sở hữu được chiếc xe đầu tiên cho chính cuộc đời của mình thông qua Amway. Cảm ơn Amway. Và thông qua Amway, Tà Hùng đã đi du lịch rất nhiều nước trên thế giới khác nhau. Các anh chị có biết ở đây là Dubai đúng không nào? Nhiều bạn đến Dubai và hay chụp hình ở cái cánh buồm, cái khách sạn này. Nhưng mà chụp hình ở khách sạn thì không ăn thua, bởi vì khi đi với Amway, Amway mời các anh chị vào ăn ở trong khách sạn đó. Đó mới là giá trị. Cho nên cái vấn đề đặt ra chúng ta đều phải hỏi, đó là rốt cuộc mình muốn cái gì, và thứ hai là mình có thể làm được điều gì, và ba đó là hiện tại mình đang làm cái gì. Nó rất là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Các anh chị có đồng ý không ạ? Và đây là một cái bức hình mà chụp ở một cái thủy cung rất là đẹp, đúng không ạ? Thủy cung rất là đẹp. Và để mà đạt được cái kết quả như vậy á, thì chúng ta đều phải học tập. Để có những chuyến du lịch tuyệt vời như vậy, chúng ta phải học tập. Cho nên cái câu nói mà Nikola Tesla đã nói một câu rất là hay, đó chính là sự khổ nhọc vì học chỉ là tạm thời, còn sự khổ học, khổ nhọc mà không vì học mới là mãi mãi. Đúng không các anh chị? Cho nên không phải là bất cứ một cái điều gì chúng ta làm một lần là được, mà chúng ta phải làm đi làm lại nhiều lần, cho dù thất bại nhiều lần, các anh chị phải kiên trì với học tập thì sẽ có một ngày các anh chị nhất định sẽ thành công. Đúng không ạ? Và các anh chị sẽ hỏi tôi là sao, tại sao đi du lịch một mình vậy? Vợ đâu? Vợ đẻ các anh chị ơi. Cho nên là những năm đầu tiên tôi toàn đi du lịch một mình. Và sau khi đó vợ tôi đẻ xong 4 đứa rồi bắt đầu mới đi du lịch. Cho nên các anh chị, cuộc hôn nhân mới hạnh phúc hay không, chúng ta phải có điều kiện tài chính và có những cái điều kiện để đảm bảo cho sự hạnh phúc của mình. Cho nên có một cái câu nói rất là hay, đó là người tình thì dễ kiếm, người bạn thì dễ giữ. Nhưng mà cái khó là kiếm được người bạn và giữ được người tình. Và điều tuyệt vời nhất là Amway đã giúp tôi kiếm và giữ được cả hai. Các anh chị hay nói vợ của mình là gì? Là hổ, là gấu, là sư tử, vân vân, rất nhiều cái ngôn ngữ khác nhau. Các anh chị chỉ cần đi dư dẫn cái người đó đi du lịch với Amway, các anh chị sẽ thấy là từ hổ, sư tử, cọp, beo gì biến thành mèo hết.
và từ mèo biến thành nai hết. Cho nên vợ của tôi ở sau lưng ôm tôi và nói hai câu, đó là gì? Cuộc đời của em có hai lựa chọn đúng. Lựa chọn thứ nhất là trở thành nhân viên của anh Triều. Lựa chọn thứ hai đó là cưới anh làm chồng. Hãy dẫn cô ấy đến Amway đi, đi du lịch với Amway, các anh chị sẽ thấy được người phụ nữ của mình tuyệt vời như thế nào. Và đây là một cái cảnh ở đảo Jeju của Hàn Quốc, và chúng tôi chụp một tấm hình với phiên bản Tình ca mùa đông phiên bản tiếng Việt. Cho nên là thưa các anh chị, nếu như cuộc sống ngày hôm nay của anh chị chẳng qua là do lựa chọn của ngày hôm qua, và nếu như các anh chị không thích, hãy thay đổi lựa chọn của mình để có hy vọng tốt hơn vào ngày mai. Và trong quá trình làm Amway, tôi nhận được rất nhiều từ chối và có những cái câu đả kích, và thậm chí họ sỉ nhục cái công việc kinh doanh của mình luôn. Và có một lần tôi chia sẻ cho người bạn, tôi hỏi rằng là anh có biết Amway không? Bạn của tôi nói rằng là lừa đảo. Tôi hỏi tại sao lừa đảo? Anh ta nói là nhìn là biết lừa đảo. Tôi hỏi là tại sao là nhìn là biết lừa đảo? Anh ta nói chắc chắn lừa đảo. Tôi nói với anh ta, tôi nhìn chằm chằm vào hai con mắt của anh ta và tôi nói rằng là anh là kẻ khốn nạn. Anh ta nói với tôi tại sao nói tôi khốn nạn? Tôi nói với anh ta nhìn là biết khốn nạn. Và anh ta bắt đầu sùng máu lên và nói với tôi rằng là gì? Tôi lâu mà ngày gặp ai, tại sao anh lại sỉ nhục tôi như vậy? Dựa vào đâu để nói tôi là nhìn là biết khốn nạn? Tôi nói rằng chắc chắn là khốn nạn. Và tôi nói với anh ta rằng là anh thử nói với tôi nghe xem nào, Amway có nghĩa là gì? Anh ta nói là đó là công ty hóa mỹ phẩm Amway. Tôi nói không phải. Anh ta nói là công ty nước rửa chén Amway. Tôi nói là đó chỉ là một sản phẩm của Amway thôi. Và anh ta ngồi im. Và tôi nói với anh ta rằng một con người nếu tên một công ty còn nói không rõ ràng thì không có tư cách để nói công ty đó tốt hay là không tốt. Đúng không ạ? Cho nên thưa các anh chị, khi nếu có một ai đó sỉ nhục cái sự nghiệp Amway của bạn, làm ơn đừng có giận dữ mà hãy bình tĩnh nói với họ rằng nếu bạn không bị mù thì làm ơn đừng dùng cái tai để nhìn những gì cái sự nghiệp của tôi đang làm. Và cuối cùng đó là cái vấn đề báo đáp xã hội. Cái niềm vui của tôi bây giờ là vô cùng hạnh phúc khi mà nhìn thấy những người thành công, và tôi tin tưởng tất cả những lãnh đạo ngồi hàng cái đầu bây giờ cái lý do làm Amway và cái hạnh phúc của họ đó chính là giúp đỡ được người khác thành công, đúng không ạ? Cho nên ở Amway cái thành công nó khác hoàn toàn với việc thành công bằng việc xây dựng con người. Ở bên ngoài chúng ta có thể trúng số hoặc trúng một thương vụ nào đó chúng ta có thể thành công, nhưng Amway là xây dựng con người và con người xây dựng hoạt động kinh doanh. Cho nên thành công ở Amway phụ thuộc vào việc xây dựng con người, đúng không các anh chị? Và điều cuối cùng tôi muốn nói với các anh chị đó là thành công ở Amway các anh chị cần hiểu rõ cái mối quan hệ của ba cái trọng tâm, đó chính là Amway, hệ thống và chính bản thân mình. Amway cung cấp chúng ta những sản phẩm tốt, những chính sách phúc lợi và những chuyến du lịch tưởng thưởng tuyệt vời. Hệ thống cung cấp cho chúng ta những cái chương trình đào tạo, huấn luyện, những cái bài học về thực chiến của thị trường. Và cuối cùng bản thân mình là người quan trọng nhất. Mình phải hiểu rõ mối quan hệ giữa ba cái trụ cột này và mình cần phải biết làm một số cái việc căn bản thì mình mới có thể thành công được. Cho nên hầu hết người ta chọn một công ty quá nhanh, quá nhanh. Các anh chị thật sự phải bỏ rất nhiều thời gian công sức để tìm hiểu về Amway. Và một người thầy, người lãnh đạo tuyệt vời trong Amway, một huyền thoại, thầy Phú Hao Kiên nói một câu nói rằng là gì? Thật nguy hiểm nếu bạn hợp tác với một công ty mà người lãnh đạo của họ không có ước mơ, hoặc ước mơ của họ chỉ là tiền. Thì tất cả những triết lý hoặc những phương hướng của họ đưa ra để xoay quanh tiền mà thôi. Các anh chị phải chọn những công ty mà họ có một cái triết lý và lý niệm kinh doanh vô cùng sâu sắc, đúng không ạ? Và hệ thống thì chúng ta biết rồi, chúng ta muốn đi nhanh thì chúng ta đi một mình, nhưng mà chúng ta muốn đi xa thì chúng ta phải đi cùng với hệ thống. Những cái vấn đề phiền não, phiền toái, những cái bức xúc và phàn nàn của chúng ta về hệ thống, các anh chị phải nhanh chóng tốt nghiệp, nhanh chóng phải ngộ ra để hòa nhập với hệ thống thì các anh chị mới có thể làm lớn được. Và cuối cùng, cho dù công ty có tốt cỡ mấy, hệ thống tốt cỡ mấy, mà nếu các anh chị không có niềm tin tưởng vào Amway, không có tin tưởng vào hệ thống và quan trọng nhất là không có tin tưởng vào chính mình thì các anh chị không thể thành công được. Và nhà sáng lập Amway đã nói một câu là gì? Cái khoảng cách của chúng ta với cái điều mà chúng ta mong muốn phụ thuộc duy nhất vào cái mức độ mà chúng ta tin tưởng vào khả năng biến điều đó thành sự thật mà thôi. Cho nên khi các anh chị bắt đầu tin tưởng vào Amway rồi, tin tưởng vào hệ thống rồi, hiểu rõ chính mình rồi, các anh chị bắt đầu xây dựng được thị trường phân phối của chính mình. Cho nên, thưa các anh chị, nếu như các anh chị có một sự nghiệp vĩ đại, chưa chắc đó là một kinh doanh hay. Nếu các anh chị có một kinh doanh hay, chưa chắc đó là một sự nghiệp vĩ đại.
Nhưng mà Amway, nếu có một cái cơ hội vừa là một sự nghiệp vĩ đại, vừa là một cơ hội kinh doanh hay, chưa chắc đã phù hợp với tất cả mọi người. Cơ hội Amway có đủ 3 cái yếu tố nói trên cùng một lúc. Các anh chị hiểu cái điều tôi nói không ạ? Sự nghiệp vĩ đại không hẳn là sự nghiệp làm ăn hay, mà làm ăn hay chưa chắc là vĩ đại. Mà nếu có cả hai, chưa chắc đã phù hợp với mọi người. Amway có vĩ đại không ạ? Một sự nghiệp kinh doanh tốt không ạ? Có phù hợp với tất cả mọi người không ạ? Hãy cho Amway 100 pháo tay. Cho nên ngày hôm nay các anh chị chọn lựa tin tưởng hay không tin tưởng, điều đó đều đúng. Bởi vì mình tin tưởng cái điều gì thì điều đó sẽ xảy ra. Cho nên buổi tối ngày hôm nay rất quan trọng, các anh chị hãy cẩn thận, bởi vì nó có thể xảy ra trên chính cuộc đời của anh chị và gia tộc của các anh chị. Chúc phúc các anh chị và hẹn gặp các anh chị trên đỉnh thành công. Xin cảm ơn. Rất cảm ơn những chia sẻ đầy cảm xúc của Diamond Phạm Thị Phương Anh và Tạ Văn Hùng.